Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa ngài làm ở giữa chúng ta, ở trong ơn của Chúa. Thông báo của Hội Thánh Phước Nguyên vừa mới nhắc nhở, tôi xin mời một cách cá nhân là Chúa ngài đã cho chúng ta một cái cơ hội và một cái hội đồng trọng thể để chúng ta hạ mình ở trước mặt Chúa tìm kiếm Ngài. Thì cảm ơn Chúa khi chúng ta nghe lời tiên tri rằng Chúa ngài sẽ vận hành trên thành phố Houston của chúng ta và Chúa ngài sẽ đến ngoài người Việt Nam, thì chúng tôi đáp ứng lại với lời đó. Và cảm ơn Chúa trùng hợp vào trong thời điểm của chúng ta 21 ngày khi ăn cầu nguyện. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài hướng dẫn và chúng tôi đã thực hiện việc cầu nguyện mỗi buổi tối từ 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ rưỡi, và đáp ứng lại của anh em mỗi lúc một gia tăng, cùng một lúc thì sự thăm viếng và sự hiện diện của Chúa cũng gia tăng theo. Cho nên tôi xin hết lòng kêu gọi, nếu anh chị em chưa có cơ hội đến thì xin đến, bởi vì Chúa muốn thấy tấm lòng của chúng ta, và sự phục hưng thì chắc chắn Chúa ngài làm ở trên cuộc đời của những ai tìm kiếm ngài. Nhưng mà sự phục hưng có ảnh hưởng đến cả thành phố của chúng ta thì đòi hỏi tất cả chúng ta đều được Chúa thăm viếng. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em đến, và trong một giờ đồng hồ sau đó chúng ta nếu bận phải về để chuẩn bị cho ngày hôm sau đi làm, anh chị em tự do để ra về. Ai còn nán lại thì tiếp tục tấn vào ở trong sự hiện diện của Chúa. Tối thứ sáu vừa qua có một bức ảnh rất là tuyệt vời, 11 giờ đêm vẫn còn khoảng chừng 50 người ở tại đây trong sự ngợi khen, thờ phượng và cầu nguyện. Có những người được Chúa ngài thăm viếng và ngã ra trong sự hiện diện của Chúa, ngọt ngào trong ơn của ngài. Chúa làm cho tươi mới ở trong đời sống, thì thật là phước hạnh. Xin Chúa ngài ban ơn để điều này không phải chỉ là một giai đoạn, nhưng mà Chúa ngài sẽ làm cho chúng ta kinh nghiệm mỗi lúc một gia tăng, cho đến chừng tất cả những điều lời của Chúa qua các tiên tri của ngài đã công bố trên VBC Houston của chúng ta sẽ hoàn toàn được ứng nghiệm ở trong ơn của ngài. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và có một cái sự hướng dẫn từ nơi Chúa để chỉnh đổi tấm lòng của chúng ta. Trước đây chúng ta có 21 ngày khi ăn cầu nguyện để chuẩn bị cho đại hội. Thì Chúa ngài đã sửa cái đường hướng đó của chúng ta. Khi Chúa đặt câu hỏi là các con chuẩn bị cho đại hội, các con chờ cho đến đại hội hay là các con muốn kinh nghiệm ta ngay lúc này. Cho nên anh chị em, ước mơ của chúng ta là đại hội sẽ là phước hạnh lớn lao ở trong ơn của Chúa. Đó là tấm lòng của chúng ta từ lúc chúng ta được giao cho trách nhiệm để tổ chức đại hội của các hội thánh tìm kiếm sự phục hưng. Thì lúc đầu chúng ta thấy có cái tên dài như vậy, nhưng mà rồi dần chúng ta thấy rằng mỗi lần mà nói cái đại hội cho tất cả các hội thánh tìm kiếm sự phục hưng thì nó dài quá. Cuối cùng chúng ta rút lại, đó là đại hội phục hưng. Thì chúng ta có cái trách nhiệm tổ chức, cho nên chúng ta cùng tiếp lòng với nhau để chúng ta kiến ăn cầu nguyện chuẩn bị cho đại hội. Nhưng mà lời của Chúa đến với chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm ngài ngay cái giây phút chúng ta hạ mình xuống tìm kiếm Chúa. Và Chúa ngài đã cho chúng ta được gặp gỡ ngài một cách riêng tư, kinh nghiệm cùng nhau trong ơn của Chúa trong những ngày qua. Chúng ta tin rằng Chúa ngài đang đổ sự hiện diện của Chúa và sự phục hưng ở trên hội thánh của Chúa. Các anh em của chúng ta ở xa theo dõi và họ đã chuẩn bị tinh thần. Năm nay về dự đại hội, có thể họ sẽ ở lại lâu hơn là cái ngày kết thúc, sau cái ngày kết thúc của đại hội, vì không thể rời được sự ban phước của Chúa, phước hạnh ở trong ơn của ngài. Tôi nói chuyện với mục sư Dương Thành Lâm thì ông cũng nói sẵn sàng đổi vé máy bay, mục sư ơi, xin Chúa ngài cho để nhận cho thật đầy để mang về cho dân tộc của mình nữa. Anh chị em, tôi tin rằng cái sự khao khát của chúng ta càng gia tăng như vậy thì Đức Chúa Trời ngài rất là vừa lòng, bởi vì ngài không đổ phước hạnh và quyền năng của ngài trên những người không muốn nhận. Phải không chứ? Bởi vì đây là điều rất là phước hạnh. Sự hiện diện, quyền năng và sự sức giàu của Chúa là chính mình ngài. Mà nếu chúng ta không muốn nhận đó thì Chúa ngài sẽ đem chỗ khác. Nếu đời sống của chúng ta không bày tỏ chúng ta khao khát, Chúa sẽ đổ trên những người khao khát. Bởi Đức Chúa Trời không phí tài nguyên của nước trời cũng như sự hiện diện của chính mình ngài cho những người nói rằng có cũng được, không có cũng không sao.
Nếu chúng ta ngỏ một cái lời mời như vậy cho ai đó đến để dự một cái bữa tiệc hay là gì đó của gia đình của chúng ta, và chúng ta nói rằng đến cũng được, đến không sao, chúng tôi có đủ người để cứ tiếp diễn, không có mở chợ cũng đông, thì chắc là không ai sẽ đến thôi anh chị. Chúng ta cần tiếp tục để tỏ lòng khao khát của chúng ta ở trước mặt Chúa. Hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị em những lời cầu nguyện can đảm mà chúng ta đã học ở trong những ngày qua. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học một lời cầu nguyện rất can đảm khác. Mà điều này nếu không có sự chuẩn bị thì người đó có thể ngã chết. Khi Môi-se cầu nguyện lời cầu nguyện hết sức can đảm này, cho con thấy vinh quang của Ngài. Show me your glory. Chúng ta biết rằng trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa ở trong giờ chi thánh đó, thì luôn cả thầy tế lễ thượng phẩm sau khi đã qua những cái nghi thức để rửa rồi đó, ở trên tay mang một cái chậu huyết của con sinh tế đi xuyên qua bức màn để đi vào trong nơi chi thánh. Thì Chúa ngày báo trước rằng nếu của lễ không được nhận thì thầy tế lễ thượng phẩm có thể ngã chết ở trong nơi chi thánh đó, vì tại đó Chúa bày tỏ vinh quang và sự hiện diện của Ngài tại đó. Dân Chúa Ngài đã ra lệnh cho Môi-se kết những cái chuông ở dưới áo dài của các thầy tế lễ. Và bởi vì trong sự hiện diện thánh của Chúa như vậy, không ai được vào trong đó trừ ra thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần mà thôi. Thì người ta phải cột một sợi dây ràng hông cho thầy tế lễ. Và khi nào hội chúng ở bên ngoài cũng như là những thầy tế lễ khác nghe tiếng chuông không có reo, bởi vì khi ông di chuyển ở trong nơi chí thánh như vậy, thì ông lúc ông di chuyển như vậy, những cái chuông nó reo lên. 4 năm trước khi tôi đến xứ Do Thái, thì người ta, những người đào bới khảo cổ, tìm được một cái chuông ở trên cái con đường hầm dẫn từ dinh của vua David đi vào trong vách tường còn lại của đền thờ. Thì người ta rất là ngạc nhiên là tại sao lại có cái chuông nhỏ này. Thì tôi đứng ở tại đó và tôi được nhắc nhở và tôi nói với cái người hướng dẫn đoàn cũng như là những người của quan chức của Do Thái. Bởi vì nước Do Thái mời chính thức có mời, lời mời của chúng tôi đến để thăm sứ thánh. Tôi nói với họ đó là cái chuông của vạt áo của thầy tế lễ thương phẩm. Thì cái người dẫn đường nói rằng ồ, điều đó có nói ở trong kinh thánh. Cảm ơn Chúa, tôi được nhắc nhở liền. Ngày xưa, để có thể bước vào ở trong nơi chí thánh như vậy, phải có một sự chuẩn bị. Và có sự chuẩn bị rồi cũng chưa bảo đảm rằng có thể ra khỏi cái nơi chí thánh được, vì tội lỗi của con người của chúng ta. Và tội lỗi của con người của chúng ta lúc bây giờ thì máu của con sinh tế chỉ có thể che tội của họ trong một năm mà thôi, rồi năm sau lại phải vào xin Chúa tha thứ cho một lần nữa. Cho nên trong cái giây phút mà Môi-se cầu nguyện cái lời cầu nguyện này, đây là một lời cầu nguyện rất là can đảm. Xin cho con thấy vinh quang của Ngài. Và Chúa Ngài trả lời với ông đó rằng không ai thấy vinh quang của ta mà sống được. Nhưng mà ông xin điều này bởi vì ông ở trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Sứ Tư Ký chương 33 cho chúng ta thấy lời của Chúa đến cho dân sự của Chúa. Chúa rằng con dẫn dân sự đi lên, đi vào chiếm lấy đất hứa. Còn ta không có đi với cái đám dân này nữa, vì chúng cứng cổ. Nếu ta đi với chúng chỉ một phút thôi thì ta sẽ tiêu diệt chúng. Rồi Chúa Ngài nói với Môi-se rằng ta sẽ làm từ nơi con một dòng dõi, một dân tộc mới để thực hiện những chương trình và ý định của ta. Chúng ta biết Môi-se là một người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa và ông có một cái đặc ân. Ông đã gặp Chúa tại bụi gai trái. Ông được Chúa ngự xuống và nói chuyện với ông mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn hữu của mình. Ông thấy vinh quang của Chúa đổ xuống trên đỉnh núi Sinai, mây lửa cháy ở trên đỉnh núi Sinai và ông đã được Chúa Ngài gọi ông đi vào ở giữa cái chỗ Chúa bày tỏ sự vinh quang của Ngài tại đó để Chúa Ngài nói chuyện với Môi-se.
Ông kinh nghiệm Chúa trong mức độ như vậy. Nhưng mà tại sao Môi-se lại xin một lời cầu xin hết sức là táo bạo này, cho con thấy vinh quang của Ngài? Điều này đặt câu hỏi là vinh quang của Chúa là gì? Vinh quang của Chúa là quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng, đấng vô sở bất năng. Là quyền năng của Chúa gói trọn, cũng như sự vinh hiển của Chúa sáng lòa, sáng hơn ánh sáng mặt trời, được gói ở trong đó. Quyền năng của Ngài, sự hiện diện của Ngài, sự bảo vệ của Ngài, sự chu cấp của Ngài, tất cả được gói trọn ở trong vinh quang của Chúa. Cho nên Môi-se ông biết, mặc dù chưa hứa với ông. Chúng ta cùng nghe trong Sách Tu Ký chương 33 từ câu 12 trở đi cho đến câu số 18, để chúng ta thấy bối cảnh của những điều mà Môi-se xin về lời cầu nguyện can đảm này. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: Thưa Chúa, Ngài đã phán với con rằng hãy dẫn dân này lên, nhưng lại không cho con biết Ngài sẽ sai ai đi với con. Dù Ngài có phán, ta biết đích danh con và con đã được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin tỏ cho con biết đường lối của Ngài, để con biết Ngài và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng nghĩ đến dân tộc này là dân của Chúa. Câu 14, Đức Giê-hô-va phán: Chính ta sẽ đi với con, và ta sẽ cho con được an nghỉ. Môi-se thưa: Nếu chính Ngài không cùng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. Nếu Ngài không cùng đi với chúng con, thì làm sao người ta biết được rằng con là dân của Ngài, được ơn ở trước mặt Ngài? Có Ngài đi cùng thì con và dân của Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên đất. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Ta sẽ làm điều con cầu xin ta, vì con được ơn trước mặt ta, và ta biết đích danh con. Môi-se thưa: Xin cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Anh xem có nắm được cái ý rất là quan trọng mà Môi-se ở tại đây ông đã xin Chúa không? Mặc dù Chúa hứa Ngài sẽ đi cùng ông, Ngài sai thiên sứ của Ngài đi trước đánh đuổi dân ở trong đất hứa đó, và họ sẽ vào và chiếm lấy xứ. Chúa sẽ tiếp trợ, Chúa Ngài sẽ ban phước, Chúa sẽ đi với Môi-se. Nhưng mà Môi-se biết một điều, và ông xin bởi vì cái chìa khóa của lời cầu nguyện tại đây, đó là nếu Chúa không đi với chúng con. Môi-se với Chúa, mối liên hệ của ông với Chúa tốt đẹp, ông không lầm bầm, ông không là một cái dân cứng cổ. Cho nên đối với ông, đối với Chúa thì ông có thể bước vào trong sự hiện diện của Ngài bất cứ lúc nào, bởi vì Chúa biết ông và Chúa Ngài biết đích danh ông. Nhưng Môi-se không thỏa lòng với việc là mình được ơn trước mặt Chúa như vậy, và Chúa hứa Ngài đi cùng và Ngài sẽ cho ông được an nghỉ trên những cái lao tác và những sự khó khăn khi ông phải hướng dẫn một nhóm người. Mà làm mục sư, tôi cảm thông với cụ Môi-se chỗ này. Một dân cứng cổ. Khi họ thiếu nước uống là họ la làng lên và họ trách ông Môi-se là tại sao ông dắt chúng tôi đến đây và cho chúng tôi chết khát ở tại đây. Khi họ đói họ đòi ăn, Chúa cho thức ăn mana đổ xuống từ trời, họ nói rằng không, bây giờ chúng tôi muốn ăn thịt nè. Môi-se chạy đến cầu nguyện với Chúa, Chúa sai chim cút đến và họ ăn đến độ mà Kinh Thánh nói rằng nó lòi ra khỏi mũi miệng của họ. Nhưng mà khi có sự khó khăn gì là họ lầm bầm, họ trách. Trách Môi-se, ông đem chúng tôi đến đây cho chúng tôi chết ở trong chỗ này, ông như thế này, ông như thế kia. Họ lầm bầm, không bao giờ thỏa lòng. Rồi hết với Môi-se, họ bắt đầu họ trách Đức Chúa Trời. Mana từ trời Chúa Ngài ban xuống cho họ. Thật là phước hạnh như vậy, mỗi buổi sáng thức dậy chỉ đi ra lượm những cái mana về. Họ nói với Đức Chúa Trời: chúng tôi chán cái thứ thức ăn đạm bạc này mà Ngài đã đổ xuống trên chúng tôi như mưa xuống mỗi ngày. Anh chị em, cứng cổ đến như vậy đó, thì Chúa Ngài nói với Môi-se là: ta mà đi với chúng nó thêm một phút nữa thôi thì ta sẽ tiêu diệt chúng nó vì chúng nó cứng cổ. Nhưng mà tấm lòng của Môi-se thật là tuyệt vời, phải không chị em? Chúa hứa là Ngài sẽ đi với ông, Ngài sẽ cho ông được yên nghỉ khỏi những cái công việc mà ông đã đối diện đó. Mà thật Chúa Ngài đã làm. Khi dân sự lầm bầm, ông chạy đến ông cầu nguyện với Chúa, Chúa tiếp trợ Ngài, Ngài giải quyết liền. Nhưng mà ông rất sợ. Khi Chúa không hứa với ông là Chúa sẽ cùng đi với dân sự của Chúa. Và ông cũng không muốn điều này xảy ra. Vì ông nêu lên trước mặt Chúa: Chúa ơi,
Nếu Ngài không đi cùng với chúng con thì làm sao người ta biết được rằng chúng con là dân của Ngài, được ơn trước mặt Ngài? Có Ngài đi cùng thì con và dân của Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân ở trên mặt đất này. Anh xem đây là điều mà chúng ta đang đeo đuổi. Nếu không có Chúa đi cùng, không có sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta không khác gì người ngoài đời, những người thuộc về các tôn giáo khác. Họ cũng có một cái tấm lòng tha thiết thờ phượng, mặc dù đó là tà thần, đó là những con người không thể cứu họ. Nhưng mà điều mà chúng ta cũng có thể xấu hổ đó là họ có nhiều khi họ có một cái lòng nhiệt thành còn hơn người tin lành chúng ta. Người ta đi vào trong chùa, đó là người ta cởi dép ra đi vào. Đi vào trong đó là người ta giữ yên lặng tĩnh mịch. Người tin lành của chúng ta được Chúa ban phước và được tự do và những gì Chúa Giêsu đã làm xong hết rồi. Chúng ta tệ hơn họ rất là nhiều. Cái buổi tối vừa qua thì là 5 phút trước khi 7 giờ rưỡi. Là bao nhiêu con cái của Chúa có mặt tại đây đã ở đây và quỳ gối cầu nguyện. Nước mắt của họ dầm thấm ở chỗ này. Nhưng mà Chủ nhật thì chúng ta trở lại cái thói quen cũ của chúng ta. Bây giờ mà tôi đọc Kinh Thánh và kêu gọi tinh thần thờ phượng, ở trong này có chừng khoảng 5 người. Phần còn lại ở ngoài kia vẫn còn uống cà phê, vẫn còn nói chuyện, và nhiều khi còn nói lớn hơn là cái âm thanh, âm lượng ở trong phòng thờ phượng này. Không biết anh chị em sao chứ so với lại những người của các tôn giáo khác, chúng ta thua họ xa lắm. Sự khác biệt mà làm cho chúng ta và họ bên ngoài kia và muôn dân ở trên mặt đất này, đó là sự hiện diện của Chúa ở cùng với dân sự của Ngài. Sự khác biệt của đời sống của chúng ta và những người thuộc về các tôn giáo khác, những người ở ngoài đời kia, đó là sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Không có sự hiện diện của Chúa, chúng ta khốn khổ vô cùng. Không có sự hiện diện của Chúa, không có ơn của Ngài, không có quyền năng của Ngài, chúng ta được dạy làm những công việc mà sức của chúng ta không bao giờ làm được. Chúa bảo chúng ta yêu kẻ thù nghịch của mình và cầu nguyện cho những người bắt bớ mình. Không có ơn của Chúa, không có quyền năng của Ngài, không ai trong chúng ta làm được điều đó. Họ mới nói cái lời xúc phạm gì đó với chúng ta, mặc dù có thể là họ không có ý như vậy đó, thì chúng ta là muốn ăn thua đủ rồi. Tôi nghe cũng có một vài mục sư giảng và nói theo cái thái độ của những người trong nhà thờ đó, mà không có sự hiện diện của Chúa đó. Chúa ơi, xin Ngài bước ra khỏi con một phút thôi, con thanh toán cái chuyện này xong rồi Chúa trở vào. Không như vậy. Và người ta giảng, người ta nói cái điều đó như là hãnh diện về việc đó. Anh chị em, nếu mà chúng ta dám nói với Chúa như vậy là xúc phạm lắm á. Có Chúa trong con thì con không có làm cái chuyện này được. Giờ thôi Chúa bước ra một chút đi. Môi-se cũng có lời cầu nguyện tương tự như vậy, nhưng mà nó mục tiêu của nó khác vô cùng. Khi Chúa nói từ ông, Chúa Ngài sẽ dựng nên một dân tộc mới. Ông nói không chứ. Không. Ông này xin Chúa cho ông thấy sự vinh hiển của Ngài khi Chúa Ngài hứa rằng chính Ngài sẽ đi với chúng con. Phaolô có một lời cầu nguyện tương tự. À, Chúa, nếu con có thể được bỏ ra khỏi đấng Christ mà dân tộc con được biết Chúa, con sẵn sàng chịu điều đó. Anh trong nhớ chúng ta cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa xin làm tan nát lòng con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa. Lòng của Chúa tan nát cho nhiều điều lắm anh chị. Những cái điều mà làm cho chúng ta tan nát lòng của mình trong những ngày qua có thể là không có liên quan gì đến tâm lòng của Chúa hết. Vì nó thể hiện ra những lời lầm bầm oán trách của chúng ta, chỗ này chỗ kia, sao Hội Thánh không làm này, ông mục sư không làm cái kia. Còn những điều mà Chúa Ngài quan tâm và tấm lòng của Ngài tan nát trong những điều đó, thì chúng ta cho cái chuyện nói chuyện của Chúa. Nát thì cứ nát đi. Môi-se xin sự vinh quang của Chúa, lý do là bởi vì ông biết
Dù thiên sứ của Chúa được Chúa ngài sai phái đi cùng, đi trước, nhưng mà không có gì có thể so bằng với chính ngài, chính sự hiện diện của ngài. Và thiên sứ cũng là tạo vật, nhưng mà chính Đức Chúa Trời ngài đi cùng thì Môi-se nói rằng như vậy thì chúng con sẽ tiến lên từ đây, còn nếu không xin đừng để con tiến lên. Ý ông muốn nói, nếu Chúa không đi cùng chúng con thì con cũng không dám đi ra góc phố nữa, chứ đừng nói là dẫn một dân tộc này. Thì ông biết Chúa mà không đi cùng họ sẽ làm thịt ông. Có Chúa đi cùng, quyền năng của ngài thể hiện qua chức vụ và cuộc đời của ông như vậy đó, mà họ còn lầm bầm, có lúc họ còn muốn giết ông. Không có ơn của Chúa, không có sự hiện diện của ngài, Môi-se không cách nào để có thể hướng dẫn cái đoàn dân này được. Thế nên ông xin Chúa, ông xin Chúa, ông yêu thương dân tộc của mình. Rồi điều đó đã nói lên cái tấm lòng của ông yêu thương họ từ lúc ông 40 tuổi kìa, và có thể trước đó nữa. Chúng ta nhớ Thư Hebrew thì nói rằng ông bằng lòng để bỏ những cái đặc ân và những cái điều mà ông có được khi làm cháu của Pharaoh. Vì công chúa của Pharaoh đã tìm được cái đứa bé này từ ở trong dòng nước, kéo nó ra, đặt tên nó là Môi-se, đem về nuôi nó. Môi-se được dạy dỗ và được chuẩn bị cho với tất cả sự khôn ngoan của đế quốc Ai Cập, được cái địa vị là cái người có thể là Pharaoh kế tiếp. Nhưng mà ông bằng lòng bỏ hết tất cả điều đó, và tiếng Anh dùng chữ là ông identify, đó là ông nhận mình là thành viên của người Hebrew, là những người nô lệ. Lòng ông thiêu yêu thương dân tộc của mình đến độ khi thấy một người đốc công Egypto, Ai Cập, đã đánh đập, đã đối xử tệ, ông đã ra tay để binh vực. Dĩ nhiên là tấm lòng của ông lúc bấy giờ chưa được hoàn chỉnh. Và tôi tin rằng 40 năm sau đó, khi ông đi chăn chiên, thì Đức Chúa Trời ngài cứ tiếp tục ngài mài dũa, ngài rèn luyện để tấm lòng của Môi-se trở nên một tấm lòng yêu thương dân tộc của mình, trong sự kính sợ Đức Chúa Trời và nhờ cậy Chúa để có thể đáp ứng nhu cầu của dân tộc của mình, chứ không lấy sức riêng của mình. Chứ không lấy sức riêng của mình, ông đã phải bỏ chạy trốn vào trong đồng vắng Midian và phải đi chăn chiên trong 40 năm như vậy. Nhưng mà chứng minh cho chúng ta thấy tấm lòng của Môi-se thật là tuyệt vời, phải không chứ? Ông có tất cả, Chúa hứa với ông có tất cả, luôn cả sự an nghỉ. Vậy mà ông nói không, nếu Chúa không đi cùng chúng con thì đừng sai chúng con lên khỏi đây. Nếu chúng ta ở trong vị trí Môi-se, chắc chúng tôi nói cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Kệ nó cứng đầu, kệ nó. Mình cứ được cái gì Chúa nghe ban cho mình cứ tấn tới. Không, ông không thỏa lòng với điều đó. Tôi xin Chúa nghe cho, để khi chúng ta được khuyến khích trong tuần này, cầu nguyện lời cầu nguyện can đảm này, cho con thấy vinh quang của ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Vì chúng ta xin cái điều đó nhằm mục đích để Chúa có thể ở cùng và khiến chúng ta khác hẳn với tất cả các dân tộc khác, tất cả những con người khác ở trên thế giới này. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta gặp Chúa, kinh nghiệm sự vinh quang của ngài, thấy sự vinh quang của ngài, thì có những điều lạ lùng xảy ra. Chúng ta sẽ được biến đổi và trở nên một ảnh tượng từ mức độ vinh quang đến mức độ vinh quang khác. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 18 nói: tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh của ngài từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Khi chúng ta được ở trong một cái vị trí, chúng ta được chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa, thì Chúa ngài biến đổi chúng ta để chúng ta đi từ vinh hiển sang vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, cho con thấy vinh quang của ngài. Lý do là bởi vì lịch sử phụ thuộc vào việc Chúa ngài trả lời lời cầu nguyện này. Nếu Chúa không trả lời lời cầu nguyện đó cho Môi-se ngày đó, dân Israel không có mặt ngày hôm nay.
Nếu hôm đó Chúa Ngài không đáp lời cầu nguyện của ông, thì họ đã chết ở trong đồng vắng, bởi vì trong sa mạc, bởi vì Chúa đi và Chúa dắt Môi-se. Còn những con người kia thì sẽ bỏ lại. Hãy nhớ anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện càng đảm này, thì chúng ta không xin cho chính mình, nhưng mà cho những người khác nữa. Cho những người thân thương của chúng ta, trong gia đình của chúng ta chưa biết Chúa hay là đang sống xa Chúa. Một trong lý do họ sống xa Chúa là bởi vì chính chúng ta đẩy họ xa Chúa. Nhưng khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa thì chúng ta sẽ được biến đổi, và Chúa Ngài sẽ khiến cho chúng ta mỗi ngày được trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ. Và Chúa cho chúng ta đi từ vinh quang này đến vinh quang khác do Thánh Linh của Chúa làm việc. Và khi Chúa Ngài làm việc trong đời sống của chúng ta, mà đời sống của chúng ta đầy sự hiện diện của Chúa đó, thì con cái của chúng ta cũng nhìn chúng ta và nói rằng: ba mẹ, cho con một cái gương rất sáng, rất tốt. Và sẽ lôi cuốn họ đi với chúng ta trong ước nguyện: ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Cho nên sự hiện diện của Chúa là điều không thể thiếu. Vinh quang của Ngài, kinh nghiệm thấy vinh quang của Ngài là điều không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Một phước hạnh khác nữa mà sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho cơ đốc nhân tại thành Ê-phê-sô, để con mắt của lòng của họ được Chúa Ngài soi sáng, để họ có thể biết sự phong phú của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài dành cho các thánh đồ, và quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đối với họ, những người có lòng tin là như thế nào. Ê-phê-sô chương 1:18-19 nói là ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta một cách dư dật, với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Ngài khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, để đến thời viên mãn quy tụ muôn vật lại ở trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất, là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật. Với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, để đến thời viên mãn quy tụ muôn vật lại ở trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. Ở trong sự vinh hiển của Chúa, Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta thấy phần gia tài của chúng ta trong Chúa, một cái sản nghiệp rất là lớn lao, địa vị của chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Lý do mà trong Cựu Ước một người khi thấy sự hiện diện của Chúa có thể ngã chết đó, là bởi vì họ là những tội nhân, tội của họ chưa được tha thứ. Con sinh tế chịu giết mỗi năm một lần đó là chỉ che đậy tội lỗi của dân sự của Chúa trong một năm. Cảm ơn Chúa, chúng ta ở trong Tân Ước nhờ huyết của Chúa Giê-xu, chiên con của Đức Chúa Trời, đến để cất tội lỗi của thế gian đi. Đằng kia thì chỉ che, nhưng mà chính Đức Chúa Giê-xu Christ Ngài sẽ làm cho tội lỗi được cất khỏi chúng ta. Chúng ta được tha thứ, chúng ta được rửa trong huyết của Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta xứng đáng để có thể tương giao với Chúa. Chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa ở trong chúng ta. Cho nên khi Philip hỏi Chúa, ông cũng cầu nguyện một lời cầu nguyện rất là táo bạo: xin chỉ cha cho chúng tôi. Thì xin nói: Philip, ta ở với các ngươi đến bao lâu nữa? Ta ở trong cha và cha trong ta, ai thấy ta tức là thấy cha. Philip, đi theo Chúa thời gian ít nhất là cũng là một năm rồi, và có thể nhiều hơn nữa. Nhìn thẳng vào mắt của Đức Chúa Giê-xu và nói rằng: chỉ cho tôi, cha ở đâu? Chúa Giê-xu nói: nhìn thấy ta là nhìn thấy cha con ơi. Vì Ngài chính là hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Sự hiện diện của Chúa và quyền năng vinh hiển của Ngài là điều mà tất cả chúng ta cần. Và cảm ơn Chúa, chúng ta không phải làm bất cứ một điều gì để đón nhận. Điều kiện duy nhất là chúng ta được rửa sạch trong huyết của Đức Chúa Giê-xu, và đáp lại lời mời của Ngài khi Ngài gõ cửa hậu thánh của Chúa: này ta đứng ngoài cửa mà gõ.
Đa số các mục sư Tin Lành dùng cái câu Kinh Thánh đó để chúng ta kêu gọi người ta tin Chúa. Nhưng mà câu Kinh Thánh đó không dành cho những người chưa biết Chúa, mà câu đó là câu mà Chúa Ngài thổn thức, Ngài nói với hội thánh của Ngài. Lòng của Chúa tan nát lại ở chỗ đó đó. Là hội thánh mà Chúa phải gõ cửa. Lại nói gì? Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho? Hội thánh mà Chúa phải gõ cửa để xin vào. Chúng ta nghe vô lý phải không? Nhưng mà đó là sự thật của ngày hôm nay. Chúng ta tổ chức quá khéo, quá giỏi, chúng ta trung thành với hệ phái của mình, với giáo hội của mình, đến cái mức độ là Chúa nói thì chuyện của Chúa, Kinh Thánh nói là chuyện của Kinh Thánh, còn tôi đó, mà giáo hạt mà không cho đó mà làm là chết. Sẽ bị dứt phép thông công, sẽ bị đuổi ra khỏi hệ phái của mình hay là giáo hội của mình. Cuối cùng, lấn Chúa ra ngoài mỗi lúc một ít. Cuối cùng, lấn Chúa ra khỏi nhà thờ luôn, ra khỏi hội thánh luôn. Chúa Giêsu phải gõ cửa hội thánh của Chúa và nói, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Không liên hệ gì đến với những người chưa biết Chúa, với người chưa biết Chúa. Chúng gõ cửa lòng của họ. Chúa đang gõ cửa hội thánh của Ngài. Anh Chúa nghe tấm lòng của Chúa tan nát ở chỗ đó không? Thế mà chỗ nào có sự hiện diện của Chúa? Tà giáo, tà giáo. Ngày hôm nay mà còn cầu nguyện chữa bệnh, tà giáo, ân tứ, tà giáo. Ân tứ là sự ban cho siêu nhiên, khả năng siêu nhiên mà Đức Thánh Linh ban cho để hội thánh được gây dựng. Không, không, tà giáo. Tôi hình dung Đức Thánh Linh nghe đứng nói nữa. Quà ta ban cho, mà các con lại nói tự mang quỷ là tà giáo. Tôi tin lòng của Chúa tan nát với những điều này. Nhưng mà ta hãnh diện lắm anh chị em, giảng dạy rồi còn niềm con cái của Chúa lại bởi vì một cái điều mà mình nghe, một cái quan điểm, một cái lập trường của một nhà thần học nào đó. Phán một câu là Chúa không còn làm phép lạ, ân tứ đã qua trong thời của các sứ đồ rồi. Cho những gì thuộc về công việc của Chúa đã ghi lại cho chúng ta trong Kinh Thánh, những lời hứa của Ngài ở trong Kinh Thánh, các sự ban cho của Ngài trong Kinh Thánh, chúng ta ném ra ngoài hết. Đó lý do tại sao Chúa phải gõ cửa và xin hội thánh mở cửa cho Ngài. Xin Chúa cho để chúng ta dám xin lời cầu nguyện của Môi-se cho con thấy vinh quang của Ngài. Cho con thấy vinh quang của Ngài, sự hiện diện của Ngài. Sự hiện diện của Chúa cũng ở trong sứ đồ ký chương 33 câu 9 cho chúng ta thấy, được bày tỏ ra khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống và dừng lại tại cửa trại và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Sự hiện diện của Chúa thể hiện ở trong trụ mây. Và khi dân sự của Chúa nhổ trại di chuyển để đi dần vào ở trong đất hứa mà Chúa Ngài dẫn dắt họ, Chúa cho ban ngày có trụ mây che chở họ, che nắng cho họ. Trong sa mạc mà không có cái trụ mây này thì họ là well done anh chị. Chúa che. Ban đêm thì Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong trụ lửa để đánh đuổi thú dữ, vì thú dữ nó sợ lửa. Và trong sa mạc ban đêm thì lạnh vô cùng, cho nên phải có một cái máy sưởi di động đi theo để làm cho dân sự của Chúa được ấm áp. Một ý nữa cho chúng ta thấy tại sao ông Môi-se, ông nói thiên sứ đi cùng cảm ơn Chúa, nhưng mà không Chúa ơi, thiên sứ không thể bày tỏ sự hiện diện trong trụ lửa và trong trụ mây được. Chỉ có vinh quang của Ngài. Và trụ mây cũng là một điều rất là quan trọng. Vì lúc bấy giờ, nhân sự của Chúa trong Cựu Ước và đến giai đoạn khi ba vị sứ đồ gần gũi thân tín với Chúa được lên trên núi và chứng kiến Đức Chúa Giêsu hóa hình thì luôn luôn là phải có cái áng mây này để nó che chắn dân sự của Chúa và những người đang ở trong sự hiện diện vinh quang, vinh hiển của Chúa. Mà không họ sẽ bị thiêu rụi, họ chết. Luôn luôn có cái áng mây này như là cái filter để bảo vệ họ.
cho đến khi Chúa Giêsu giải quyết vấn đề, tội lỗi được cất đi, chúng ta được tha thứ, chúng ta được thánh hóa, chúng ta sẵn sàng để có thể đón nhận sự vinh quang của Ngài. Không phải chỉ gặp một lần, nhưng mà sự vinh hiển, vinh quang của Ngài sẽ ở với chúng ta luôn. Cảm ơn Chúa. Môi-se khao khát được nhiều hơn. Mức độ khao khát của anh chị em trong những ngày qua đối với Chúa như thế nào? So với những thứ khác, thì sự khao khát về Chúa của chúng ta nó như thế nào? Cảm ơn Chúa, kiêng ăn là một cái sự hy sinh, phải không? Nhiều người trong chúng ta nói với Chúa, Chúa ơi, con khao khát sự hiện diện của Ngài hơn là thịt, hơn là rượu ngon, thức ăn ngon từ bàn của vua. Vì nhiều người trong chúng ta kiêng ăn theo như thể của Daniel. Ông ăn rau, ông uống nước, ông vẫn ăn, nhưng mà ông không ăn những thức ăn ngon của vua. Cũng là hy sinh. Ăn rau nó đâu có khoái khẩu bằng những cái miếng là thịt ba rọi. Mình luộc nó xong mình cắt mỏng nó là chấm vô trong cái nước chấm gì đó. So với lại mấy cái miếng salad, chúng ta thấy rằng phải là sự hy sinh chứ, phải không chị em? Nhưng mà xứng đáng, bởi vì chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con khao khát sự hiện diện của Ngài hơn cả thức ăn, hơn cả nước uống. ECT xin điều đó để 3 ngày 3 đêm họ không ăn gì cũng như không uống gì. Bởi vì sự an nguy của dân tộc của bà lệ thuộc vào việc họ phải thấy được vinh quang của Chúa. Trong những ngày qua, mức độ của sự khao khát của anh chị em đối với Chúa như thế nào? Những ai mà kiêng cà phê, chắc trong những ngày qua thấy người khác châm một cái ly cà phê, nghe cái mùi cà phê là mình chịu không nổi rồi, phải không? Mình khao khát để có cái ly cà phê. Nói thôi, để đó sau 21 ngày. Xin Chúa cho để cái sự khao khát của chúng ta để kinh nghiệm Chúa và sự hiện diện của Ngài cứ gia tăng ở trong chúng ta, cho đến chừng chúng ta nói như Môi-se: nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin cho con thấy vinh quang của Ngài. Hãy nhìn cách Đức Chúa Trời Ngài đáp lại lời cầu nguyện của Môi-se để chúng ta thấy ông thấy vinh quang của Ngài như thế nào. Sứ Tư Ký 33 từ câu 19 cho đến 23, Đức Sơ Va phán rằng: ta sẽ làm cho các sự nhân từ trong sự vinh hiển của Chúa đó, trong đó có sự nhân từ của Đức Chúa Trời vậy đó. Cho nên Môi-se ông khôn lắm. Ông xin cái điều này bởi vì Chúa Ngài nói rằng Ngài sẽ hủy diệt cái đám dân cứng cổ này. Mà nếu mà Chúa Ngài bày tỏ cho ông và nhắc nhở cho ông cái lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ đi cùng ông và dân sự của ông đó, thì Ngài sẽ bày tỏ sự nhân từ của Ngài. Thì sự nhân từ của Ngài sẽ bao phủ cái cứng cổ của đám dân cứng cổ này. Ta sẽ hô danh Jehovah trước mặt con. Danh của Đức Jehovah mà Ngài giới thiệu chính mình Ngài cho dân Israel. Chúng ta biết các danh của sự cứu chuộc, sự chăm sóc, bảo vệ, bình an, chữa lành, ở cùng, đi cùng, binh vực, xưng công bình họ, chiến trận cho họ. Ta hô danh Jehovah trước mặt con. Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Trong vinh quang của Chúa, Chúa công bố những điều này ra. Tại Ngài nói rằng đây, vinh quang của ta đây, ta tha thứ cho các con, ta bảo vệ các con, ta gìn giữ các con, ta ở cùng các con, ta nhân từ đối với các con. Câu 20, Ngài lại phán rằng: ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Và giải pháp của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời lại phán, đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển của ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi cho đến chừng nào ta đã qua rồi. Ta rút tay lại và ngươi sẽ thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Một lần nữa, bọng đá đó chính là vầng đá muôn đời của chúng ta, tức là Đức Chúa Jesus Christ. Mà Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 4 nói: và uống một thức uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, đá ấy tức là Đấng Christ. Đó là hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ ở trong cái giây phút đó, anh chị em.
Chúa là sự bảo vệ của chúng ta. Chúa gìn giữ bảo vệ chúng ta để chúng ta có thể đứng nổi trong sự hiện diện vinh hiển của Chúa. Thì chúng ta chỉ có thể được trong Đấng Christ mà thôi. Ngoài Ngài ra thì không có một nghi thức nào, cũng không có một cái bí tích nào của giáo hội có thể cứu chúng ta được. Chỉ bởi quyết của Chúa mà thôi. Chỉ bởi Đấng Christ và qua Ngài chúng ta mới có thể tiến vào như chúng ta hưởng cái đặc ân mà chúng ta có được ngày hôm nay. Ngày xưa muốn vào cửa của nhà thờ, chúng ta phải mang vác một con sinh tế. Từ nhà phải chở nó đến. Rồi gặp ông mục sư phụ tá ngồi ở ngoài trước đó. Ông phải giết con sinh tế, làm phép rửa rồi thì chúng ta mới được vào. Mà chỉ vào ngoài hành lang thôi nha anh chị em. Nhưng mà hôm nay bởi quyết Đức Chúa Giêsu, chúng ta đi thẳng vào và chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài một cách trực tiếp mà không cần qua một trung gian, không cần phải qua một thầy tế lễ. Cho anh chị em ơi, đừng nhờ dù là linh mục hay là mục sư hay là khác như là một cái người trung gian đứng để giúp cho chúng ta gặp Chúa. Chúa Giêsu làm xong hết rồi. Miễn là chúng ta được thanh tẩy trong huyết của Chúa, khi chúng ta vấp ngã, khi chúng ta phạm tội, ăn năn, được Chúa Ngài tha thứ, phục hồi, chúng ta lại có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chính ở trong Ngài, tội lỗi được cất đi, thân thể chúng ta được rửa sạch, chúng ta có thể trải nghiệm sự tốt lành và vinh quang của Chúa. Hình ảnh thứ hai mà tôi mời anh chị em tới đây đó là giáp vòng đầy đủ. Chúng ta lại thấy Môi-se trong đám mây vinh quang một lần nữa trên sân khấu của lịch sử. 2.500 năm sau, cái sự kiện chúng ta vừa đọc, một sự kiện đáng chú ý khác đã được xảy ra. Chúng ta đọc nó trong Ma-thi-ơ chương 17, từ câu 1 cho đến câu số 5. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng là em của Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Vì bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng ba cái trại ở tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se, một cái cho Ê-li. Đang khi người nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đường, hãy nghe lời con đó. Một lần nữa, phải có mây che. Để Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng có thể đi xuống núi. Còn không thì họ sẽ ở lại trên núi lâu dài. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã che họ trong áng mây để bảo vệ họ. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa đám mây giáng xuống để bảo vệ những con người trong địa vị sa ngã, vì lúc đó Chúa Giê-xu chưa chịu chết trên thập tự giá. Rồi, xin Chúa cho để chúng ta chuẩn bị đón nhận cái tin vui được nhắc nhở cho chúng ta. Ngày giây phút Đức Chúa Giê-xu làm trọn hết tất cả những lời tiên tri, những điều kiện của luật pháp, tất cả được ứng nghiệm. Ngài tuyên bố: Tetelestai, mọi sự đã được trọn. Tất cả những gì cần thiết để con người của chúng ta có thể sống trong sự hiện diện của Chúa và có Chúa ở trong chúng ta, tất cả được hoàn tất. Và Chúa Giê-xu tuyên bố: Mọi sự đã được trọn. Cảm ơn Chúa. Chỗ này đáng lý chúng ta phải nhảy lên cảm ơn Chúa, vì nếu không có sự hy sinh của Chúa Giê-xu, không ai trong chúng ta được sự cứu rỗi. Không có Chúa Giê-xu, không ai trong chúng ta tại đây có thể bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vậy mà được cứu xong rồi, lấn riết Chúa đi ra ngoài luôn. Đấng yêu chúng ta đến độ Ngài cất đi hết tất cả những ngăn trở, Ngài trả giá một cách rất là đắt để kéo chúng ta đi vào ở trong mối liên hệ với Chúa. Được cứu xong chúng ta nói: Chúa ơi, cái trường hợp này con cần phải thanh toán cái chuyện này, cho nên Chúa bước ra ngoài vài phút đi. Còn mấy anh mà có vỏ thì nói: Một phút thôi, Chúa bước ra ngoài một phút thôi, con thanh toán xong rồi Chúa trở vào lại. Chúng ta xem cái phước hạnh của sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta như đồ bỏ. Cái đặc ân để bước vào trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta xem nó thường: Ôi, chuyện đi nhập thờ, chuyện mình đi đến ra mắt Chúa trong sự cầu nguyện ở tại nhà của mình, thôi mình bây giờ sống ở trong thời kỳ ân điển mà.
Cho nên Hội Thánh có bắt đầu có tập trung lại, có định cái giờ để thờ phượng chuyện đó của Hội Thánh. Còn tôi bước vào lúc nào cũng được. Những điều mình có thể làm tổn thương thân thể của Chúa, mình nói rằng miễn sao nó hả dạ tôi là được. Lời nói, hành động của chúng ta làm tan nát lòng Chúa không sao. Anh chị em, nó có sao đó. Vì mối liên hệ chúng ta với Chúa. Vinh quang của Chúa trong lịch sử đã cho chúng ta thấy bao nhiêu phước hạnh. Adam biết sự hiện diện của Chúa và tất cả những nhu cầu của ông đều được cung ứng một cách dư dật ở trong vườn Ê-đen. Noe kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa và đã nhận được chỉ thị khôn ngoan đóng một chiếc tàu để cứu và bảo tồn gia đình của mình và nhân loại. Mô-sê kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa và đã đánh hạ Ê-díp-tô, rẽ biển đỏ, nước chảy từ hòn đá ra để cho dân sự của Chúa uống. Samson được biết sự hiện diện của Chúa ở cùng mà đã có sức mạnh siêu nhiên để có thể vác luôn cả cửa và cột của một cái thành và đem lên ngọn đồi đối diện ở tại đó và bỏ trên đó. Một tay với một cái hàm lừa có thể giết chết 1,000 người Philistine. Solomon trong sự hiện diện của Chúa đã nhận sự khôn ngoan để xây dựng một vương quốc giàu có nhất trong lịch sử của nhân loại. Trong thời của Solomon, người ta không nói đến bạc mà chỉ có nói đến vàng mà thôi. Ê-sai chiêm ngưỡng sự hiện diện vinh hiển của Chúa, đã ăn năn và được tha thứ và được Chúa nghe sai phái để có những lời tiên tri mà cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng kinh ngạc. Một con người làm sao có thể biết được những lời tiên tri như vậy? Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sẽ sanh một trai. Theo sự suy nghĩ của con người thì chắc là Ê-sai nói chuyện này vô lý, cái ý này không phải đến từ Đức Chúa Trời, nên nó không có hợp. Nữ đồng trinh mà sao sanh một con trai được? Là con trẻ ấy được xưng là, và danh của Chúa được bày tỏ ra. Nhưng mà Ê-sai có được những sự mặc khải, nhận được từ, bởi vì ông đã chiêm ngưỡng sự bình hiển của Chúa và biến đổi ông từ một cái người có một cái môi dưa dái ở giữa những người có môi dưa dái. Từ đó cái miệng của ông không còn nói bậy nữa, không còn nói hành nói tỏi như người khác nữa, mà chỉ công bố là tiên tri và sứ điệp từ nơi Chúa mà thôi. Ê-sơ tê được biết sự hiện diện của Chúa và được Chúa ngài sử dụng để cứu dân tộc của mình khỏi nạn diệt vong. Đa-ni-ên được biết sự hiện diện của Chúa được Chúa dùng để sử dụng một cách rất là lạ lùng để có thể giải điềm chiêm bao và thấy luôn cả 4 đế quốc. Một dòng chảy của lịch sử của nhân loại dài như vậy mà Chúa cho ông thấy một cách rõ ràng như vậy. Cái điềm chiêm bao ở trong lòng của vua mà Chúa cho ông thấy rồi giải nghĩa cái điềm chiêm bao đó chỉ có ở trong sự hiện diện của Chúa. Và điều phước hạnh mà chúng ta mong đợi tại đây đó là vinh quang của Chúa ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa Mô-sê gặp Chúa. Cảm ơn Chúa những con người trong cựu ước gặp Chúa. Cảm ơn Chúa vì các đầy tớ của Chúa thuộc về các thế hệ trước đã gặp Chúa. Còn chúng ta thì sao? Vinh quang của Chúa ngày hôm nay, những biểu hiện của vinh quang của Đức Chúa Trời trên đất đã không kết thúc ở trong ngày hôm đó ở trên núi. Vài tháng sau, sau cái chết của Đức Chúa Giê-xu, sự phục sinh và sự thăng thiên, một sự kiện đã xảy ra chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Đó là sự kiện sẽ làm cho vinh quang, sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời dành sẵn cho anh chị em và tôi. Những cơ đốc nhân khao khát chờ đợi điều trả đũa. Trong những ngày cuối rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Cảm ơn Chúa. Sự vinh quang của Chúa ngày hôm nay được thể hiện qua quyền năng của Đức Thánh Linh và sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Khi Hội Thánh đầu tiên đã kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh, tất cả được đầy dạy Đức Thánh Linh, Phi-rơ đã đứng lên và giải thích những cái lời nói bậy của những người ở bên ngoài. Ồ, mấy người đã say rượu đó. Mấy người đó là mấy người ngủ tuần đó. Phi-rơ đứng lên và nói, bây giờ Phi-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, tức tiếng nói với dân chúng rằng, hỡi người Giu-đa và mọi người tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Joel đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói là tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và những người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói là tiên tri. Không có chuyện phong chức cho đừng bà
Chuyện đó là tà giáo. Không không, Chúa đổ thần của Ngài trên ai anh chị em? Khắp ở trên đầy dãy các tớ trai và gái của ta. Thì sao mà gái cái là không được? Đức Chúa Trời không có theo cái quy luật của con người chúng ta. Không có nội ngoại. Bên nội mới được nha. Phải con trai à. Con gái là dân ngoại. Luôn cả trong ơn của Chúa, trong những phước hạnh của Ngài. Mà chúng ta cũng cho luôn là họ không đủ ơn của Chúa đủ. Đừng bà không được đủ ơn của Chúa đủ để làm mục sư của Hội Thánh. Không được phong chức. Nhưng mà cần họ. Trên giáo hội bạn của chúng ta. Đặc trách viên truyền giáo. Không dám gọi mục sư hay là giáo sĩ. Đặc trách viên truyền giáo. Đặc trách viên thờ phượng. Tại sao? Dạ là bởi vì tổng liên, tại vì giáo hội, tại vì giáo hạt, ta có những quy luật đó. Đó lý do Chúa Giêsu bị đẩy tuốt ra ngoài luôn. Ngài phải gõ cửa. Ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Anh chàng có muốn có một mối liên hệ mật thiết với Chúa như vậy không? Hãy mở cửa, Chúa sẽ vào. Chúng có đòi hỏi điều kiện gì? Ông mục sư ấy, tôi còn tội lỗi nhiều quá, tôi không dám đến gần, đến chết sao? Chúa Giêsu đã làm xong cho tất cả cho chúng ta rồi. Điều kiện duy nhất của chúng ta là mở cửa ra và hết lòng mời Ngài, Ngài sẽ bước vào. Amen. Cảm ơn Chúa. Phải, hãy vỗ tay ngợi khen Chúa vì điều Chúa Ngài đã làm cho chúng ta và lời hứa tuyệt vời của Ngài, Ngài sẽ đáp ứng chúng ta như vậy. Cảm ơn Chúa. Tại sao Chúa đổ thần của Ngài và quyền năng của Ngài trong mức độ như vậy? Vì trọng trách Chúa giao cho chúng ta. Nhưng khi Chúa sẽ lên giáng trên các con sẽ nhận lấy quyền phép để làm nhân chứng cho ta. Tại Jerusalem, cả Siu-đê, xứ Samri cho đến khắp cùng trên đất. Sứ mạng vĩ đại được ghi lại cho chúng ta qua bác sĩ Luca tại đây ở trong công vụ chương 1 câu số 8 anh chị em. Cho chúng ta thấy chúng ta cần quyền năng của Chúa. Nhưng khi Chúa sẽ lên giáng trên các ngươi. Chúa sẽ lên giáng trên anh chị em chưa? Nếu chưa, hôm nay là ngày anh chị em có thể nhận. Trừ trường hợp anh chị em nói rằng cha nhận xong rồi về chắc là gặp trở ngại. Chúng ta sợ con người hơn là sợ Đức Chúa Trời. Một vài hình ảnh để chúng ta thấy sự vinh quang của Chúa thể hiện trên cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ. Ta quan sát thấy dường như là ngoài cái việc Phi-e-rơ được Chúa sử dụng để làm những phép lạ lớn lao, nhưng mà đứng gần của ông cũng thấy khỏe ra. Mình mệt mỏi như là đến gặp ông mục sư nói chuyện ông chút, chứ mình thấy sao bao nhiêu cái mệt mỏi nó rớt mất. Gặp Mô-xe xong họ thấy khỏe hơn. Và quan sát như vậy thì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến một mức độ họ nghĩ ra một điều: những người đau ốm, bây giờ mình tìm một cái giải pháp để ông mục sư có thể ảnh hưởng trên họ một cách tối đa. Họ khiêng những người bệnh ở trên trọng trên giường, họ đặt nằm ở ngoài đường. Phi-e-rơ trên đường đi lên đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, bóng ông ngã trên ai người đó ngồi dậy. Đó là bản diễn ý của tôi, nhưng mà tôi thấy có một vài người làm như có mục sư. Công vụ chương 5 câu số 15. Đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm ở trên giường và chổng để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngã trên một vài bệnh nhân. Cái bóng thì chúng ta nếu không có sức mạnh như tôi, tôi đang thấy cái bóng của tôi vì đèn chiếu thẳng đây, không có gì hết. Cái bóng của Phi-e-rơ là cái điểm chạm đến. Và cái bóng ông ngã trên ai, sự hiện diện của Chúa trong ông đem lại sự chữa lành giải cứu cho những con người đó. Chúa ơi, cho con thấy vinh quang của Ngài. Đức Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy có những sự chữa lành xảy ra cho những người đau yếu ngay cả khi Đức Chúa Giêsu Ngài không làm gì hết. Chúng ta nhớ người đàn bà bị bệnh mất huyết không? Bà nghe Đức Chúa Giêsu, bà có một cái nan đề là 12 năm rồi, bà khốn khổ với tay của nhiều thầy thuốc, bà có một cái chứng bệnh đó là cứ bị rong huyết. Nói trong lòng một điều:
Nếu ta chỉ có thể rờ đến áo của Ngài, ta sẽ được lành. Rờ áo. Vậy bà biết, luật của Cựu Ước, người bị có kinh nguyệt, đang ra máu, thì chạm đến ai người đó ô uế, ngồi trên cái ghế đó ô uế. Cho nên bà chỉ ước mơ có một điều thôi, đưa tay rờ được áo của Chúa thôi, thì sẽ được sạch, sẽ được lành bệnh. Và việc đó nó xảy ra. Bà rờ vào áo của Ngài lập tức, bà nghe máu trong người của bà nó cầm lại. Chúa Giêsu thì Ngài nhìn lại, Ngài hỏi ai mới rờ đến áo của ta, vì Ngài biết có quyền năng toát ra từ Ngài đáp ứng nhu cầu của ai đó. Mà mấy ông môn đồ của Chúa, thầy bận rộn quá, đỏ bây giờ lộn xộn rồi, thầy không thấy đám đông nó đang chen lấn thầy sao mà thầy để hỏi đi kiếm ai vừa mới rờ đến ta? Họ lấn Chúa muốn xúc áo luôn. Đám đông đang chen lấn thầy mà thầy lại hỏi cái điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, người đàn bà này đã kinh nghiệm quyền năng vinh quang của Đức Chúa Trời trên cứu Chúa chúng ta, Chúa Giêsu. Giêsu có nghĩa là Jehovah cứu, đã thi thố ra để đáp ứng nhu cầu của họ. Và chuyện này đồn ra anh chị em, đồn ra nhiều nơi câu chuyện của người đàn bà chạm đến áo của Chúa này, đến cái độ Kinh Thánh cho chúng ta biết người trong thời đó họ đã đeo đuổi một cái kế hoạch làm sao để rờ được áo của Chúa cho bằng được. Mát chương 6 câu 56 nói như thế này: bất cứ nơi nào Đức Chúa Giêsu đến, hoặc làng mạc, thành thị, không phải là nhà quê quê mùa mới làm công việc này, mà những người thành thị hay là thôn quê, người ta đều đem những người bệnh đặt tại các chợ và nài xin Ngài cho họ ít ra cũng được chạm vào gấu áo của Ngài. Những ai đã chạm đến đều được lành bệnh. Cảm ơn Chúa. Follow. Một ảnh khác là chúng ta thấy khi sự vinh hiển của Chúa, sự vinh quang của Ngài, sự sức giàu của Ngài, sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trên đời sống của một người, thì nhu cầu được đáp ứng trong một cách rất là kỳ diệu. Khi nói về chức vụ của sứ đồ Phaolô, Luca phải chế ra một từ ngữ mới. Trước đây cái từ phép lạ, đã là phép lạ là nó lạ lắm rồi. Nhưng mà nói đến cái chuyện mà Chúa Ngài dùng follow, dùng tay follow để làm đó, thì cái chữ phép lạ không đủ. Luca phải chế ra một cái chữ mới gọi là phép lạ khác thường. Phép lạ khác thường. Tại sao? Phép lạ bình thường là như cha của đứa trẻ đến với Chúa Giêsu nói rằng tưởng đâu là thầy sẽ rờ đưa tay lên cho đứa nhỏ để chữa lành cho nó. Người ta cứ nghĩ rằng phép lạ thì hồi trước giờ không thấy, nhưng mà thấy đó là Chúa Giêsu rờ đến, rồi Chúa Giêsu rờ mắt của người mù vân vân, là phép lạ rồi. Nhưng mà đến chức vụ của sứ đồ Phaolô thì phải dùng cái từ phép lạ khác thường. Tại sao? Công vụ chương 19 câu 11, Đức Chúa Trời dùng tay Phaolô làm các phép lạ phi thường theo bản hiệu đính của chúng ta. Đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng của ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Các thường là như vậy. Và đây tuyệt vời anh chị em, để chúng ta hiểu điều này. Lúc người ta lấy áo và khăn của Phaolô đắp trên người bệnh, Phaolô không có mặt tại đó. Ông đang ở trong chuyến truyền giáo ở đâu xa đó. Nhưng mà ta quan sát thấy một điều là sự sức giàu của Chúa, sự hiện diện của Chúa như nó còn động lại trên vật thể mà Phaolô đã dùng. Nhưng lấy khăn, lấy áo của ông, và bởi đức tin rồi đem ra họ đắp trên người bệnh. Người bệnh bật dậy được chữa lành. Đắp trên người bị quỷ ám, quỷ nó la lên rồi nó ra khỏi. Cảm ơn Chúa. Đây là những điều kỳ diệu hé mở cho chúng ta về công tác của Đức Thánh Linh, cái sự hiện diện vinh hiển của Chúa mà Môi-se không hiểu được. Những người khác người ta có thể thỏa lòng lâu rồi, mình rằng cảm ơn Chúa như vậy là con có thể về hưu được rồi đó, Chúa ở cùng, Chúa làm cho con được nổi danh, và Chúa ngày sẽ làm cho con được nghỉ ngơi. Cảm ơn Chúa, con đã được đủ những điều kiện để con về hưu rồi đó, và bây giờ là cũng gần 120 tuổi rồi. Không, không Chúa. Nếu Chúa không đi cùng chúng con thì đừng để chúng con đi lên nơi chốn này. Xin cho con, nếu con được ơn trước mặt Ngài, cho con thấy vinh quang của Chúa. Anh chị em yêu dấu, đã đến lúc
những câu chuyện tuyệt vời mà chúng ta vừa mới xem, những trường hợp đặc biệt, nó không còn là đặc biệt nữa, nhưng sẽ là điều mà chúng ta sẽ thấy thường xuyên. Amen. Anh chị em cũng muốn thấy nó thường xuyên không? Dạ 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 dạ. Tôi sẽ liên lạc với mục sư Khánh, ông sẽ cầu nguyện cho anh cho chị nha. Mục sư ơi, kiếm mục sư, có người cần được sự chữa lành, mục sư cầu nguyện cho họ. Trời, kiếm mục sư cũng bận chuyện này chuyện kia lâu lắm rồi. Câu hỏi là tại sao? Không phải là chúng ta. Đức Chúa Trời của anh chị em và Đức Chúa Trời của tôi có phải là cùng một Đức Chúa Trời không? Anh chị em là con của Ngài hay là? Con. Cảm ơn Chúa. Không không, mục sư là tôi tớ của Chúa, còn chúng tôi chỉ là con Chúa thôi. Chúa không phân biệt đối xử với bất cứ ai. Ngài sẵn sàng làm việc qua những ai sẵn lòng dám xin Chúa những lời cầu nguyện can đảm, dạn dĩ. Xin Chúa Ngài làm tan nát lòng con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa. Xin ban cho con sự dạn dĩ để con có thể bởi danh của Chúa làm những việc lớn hơn. Cảm ơn Chúa. Bởi lòng khao khát tha thiết, tôi xin kêu gọi hết thảy anh chị em, đêm đã khuya, ngày hậu đỉnh, chúng ta còn một thời gian rất ngắn để chúng ta truyền giáo. Tất cả những biến chuyển trên thế giới với một sự chính trường đang diễn ra, ba cái nước cộng sản lớn Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn đang bắt tay với nhau và đang tức giận nước Mỹ này đã yểm trợ cho Ukraine. Do cái mức độ của cái việc là bom nguyên tử có thể được sử dụng, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và những loại vũ khí người ta mới chế biến ra sau này, khi nó cho nổ một cái thì tất cả điện của chúng ta nó sẽ bị cúp hết. Và những người chuyên môn họ nói rằng có thể nước Mỹ sẽ chìm vào trong bóng tối suốt một năm. Tuần rồi, những nhóm người Do Thái yêu nước, họ biết rằng thời điểm đã đến. Cái con bò gọi là heifer, con bò có cái lông màu đỏ, đỏ quyền, phải 5 tuổi thì mới đủ điều kiện để giết nó làm của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. 2024 nó đúng 5 tuổi. 5 con đã được đưa về sứ Do Thái bảo mật ở trong một cái nơi đặc biệt để chuẩn bị cho Ngài. Họ sẽ giết con bò lông đỏ này để bắt đầu việc xây lại đền thờ Jerusalem thứ ba. Cảm ơn Chúa. Và khi việc này xảy ra, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta từ lúc họ khởi công cho đến 3 năm rưỡi, thì kẻ chống lại Đấng Christ sẽ bước vào trong đền thờ đó. Bởi vì họ đã chuẩn bị sẵn rồi, cho nên thay vì dự định là 7 năm mới xong thì 3 năm rưỡi họ xong rồi. Thì kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đi vào trong đền thờ mới này, ngồi và cho mình là Đức Chúa Trời, và bắt người Do Thái phải thờ phượng. Tôi tin rằng con người đó đã có mặt ở trên thế giới của chúng ta rồi. Con người đó là con người sẽ ký một cái khế ước, một cái hòa ước để người Do Thái có thể xây lại đền thờ Jerusalem. Những biến chuyển, những lời tiên tri đang ứng nghiệm một cách nhanh chóng anh chị em, với tốc độ mà chúng ta thấy rằng việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Câu hỏi của chúng ta tới đây nữa là bao nhiêu người trong chúng ta biết chắc một điều là khi tiếng kèn thổi, danh sách được tuyên đọc, mình được Chúa Ngài cất lên. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta biết điều đó, cảm ơn Chúa. Còn những người thân thương của chúng ta, láng giềng của chúng ta, gia đình chúng ta, dòng họ chúng ta thì sao? Đây là lý do tại sao tôi khuyến khích tất cả chúng ta. Trong 5 tuần qua chúng ta đã học 5 lời cầu nguyện can đảm. Và lời cầu nguyện cuối cùng này là lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời rất thích để đáp lời. Bởi tất cả là cho cái cao điểm này. Chúa muốn gặp gỡ chúng ta, Chúa muốn đóng đầy chúng ta, Ngài muốn trở lại để ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên loài người chúng ta, để rồi Ngài thở sinh khí vào, hầu cho chúng ta có Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Vì tội lỗi đã mất
hụt mất cái sự vinh hiển này. Nay trong ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu chúng ta có thể nhận được. Đến độ sự hiện diện quyền năng của Chúa mạnh đến độ thôi để dành đó bài hội tôi sẽ giảng. Mạnh đến độ mà Chúa Giêsu ngài nói ai tin ta sẽ làm việc ta làm và làm trỗi hơn nữa. Tuy nhiên là chúng ta không làm phép lạ lớn hơn Chúa Giêsu được đâu. Nhưng mà rộng ra, tại sao? Vì sẽ có những con người như Phi-e-rơ năm xưa, như Phao-lô năm xưa, những con người mang sự hiện diện của Chúa đến cái mức độ nếu không cầu nguyện trực tiếp được thì ít ra bóng của mình, những lời cầu nguyện gián tiếp của mình qua điện thoại, những cái gì, những cái vật thể mà mình có thể đặt tay lên để chuyển tải sự sức giàu cũng đem lại sự chữa lành cho người bệnh. Trên một mức độ tôi đã kinh nghiệm tất cả những điều đó. Khăn áo mà tôi đã đặt tay lên, xin phép Chúa ơi con không thể nào gặp cái người này, cái người có nhu cầu này, nhưng người thân của họ đã xin Chúa ngày gia ơn một cách đặc biệt, xin chuyển tải sự sức giàu của Chúa trên cái khăn lạnh này, trên cái áo thun này, trên cái khăn trải giường này, trên, và Đức Chúa Trời ngài đã làm việc đắp lên người bệnh, hở van tim nó hoạt động trở lại, nó đẩy kính trở lại, khỏi đi giải phẫu. Cảm ơn Chúa. Đại hội, rất nhiều người họ đã lấy đức tin để thực hiện công việc này, mang áo thun, mang những vật thể. Có người xin tôi, xin mục sư cầu nguyện chuyển tải ơn của Chúa vào trong những cái chai dầu này để khi chúng tôi sức ở trên người bệnh và chúng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin, Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy và bao nhiêu người đã được chữa lành. Và tôi tin Đức Chúa Trời không dành ơn này riêng cho Quỳnh Quốc Khánh mà thôi. Bởi vì có bao nhiêu người tại đây tin rằng mình là con Chúa? Thì không, sao không dám đưa tay mạnh mẽ lên vậy? Bao nhiêu người tại đây là kẻ tin? Vô tính thì bó tay chấm cơm rồi. Nếu chúng ta thật lòng mạnh dạn và chúng ta dám xin như Môi-se đã xin, thì tôi tin hôm nay phía trước tại đây sẽ đầy những con người Chúa cho chúng ta sẽ trải nghiệm sự hiện diện quyền năng của Chúa trong mức độ mà chúng ta chưa từng có. Anh chị em để đứng tại đây giảng cho hội thánh sư điệp này, chúng tôi đã trả những giá rất là đắt. Bởi vì kẻ thù không muốn chúng ta nghe điều này. Nó muốn giữ chúng ta ở trong cái chỗ mình là phó tín đồ, mình là những người chỉ đi nhà thờ, mình chỉ là những người như thế này như thế kia, để cái chuyện những người được ơn của Chúa làm công việc, các đầy tớ của Chúa làm công việc đó, còn tôi ráng cố gắng đi nhà thờ giữ đạo thôi. Xin Chúa ngài thay đổi điều đó ngay trong ngày hôm nay. Tôi biết bây giờ là 1:15, trễ đó, nhưng mà trễ hẹn với Chúa còn tệ hơn. Sự đáp lời của Đức Chúa Trời cho lời cầu xin của Môi-se đã thay đổi lịch sử của nhân loại. Sự đáp lời cầu xin của anh chị em cho con được chiêm ngưỡng sự vinh quang của ngài sẽ thay đổi đời sống anh chị em, gia đình anh chị em, gia tộc của anh chị em, dân tộc của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tùy sự đáp ứng của anh chị em. Tôi đã làm hết tất cả những gì biết được để dẫn anh chị em đến đây, mà tôi không khao khát giùm cho anh chị em được. Chúa ngài cũng không nhìn tấm lòng của anh chị em qua cuộc đời của tôi, mà ngài nhìn thẳng vào tấm lòng của chúng ta. Một trong phần của lời tiên tri, ta sẽ đến Houston qua người Việt Nam, thì phần sau hãy báo cho người Việt Nam biết rằng ta sắp sửa sẽ làm xáo trộn đời sống của họ. Sau động này chắc là tốt anh chị em, bởi vì Cha Thiên Thượng của chúng ta, ngài không làm bất cứ một điều gì là xấu, là tệ cho chúng ta hết. Ngài làm xáo trộn đó. Cảm ơn Chúa trong những ngày qua, một số người đã bằng lòng để Chúa ngài xáo trộn. Chúng ta ngủ ít hơn, nhưng mà vui thỏa ở trong sự hiện diện của Chúa. Cho nên ngày hôm sau mệt quá, Chúa định nói Chúa cho con nghỉ ngày, nhưng mà cái chân của mình nó đã bước ra xe rồi. Tới giờ mục sư xem nói rằng anh em có thể ra về. Không, vẫn nắng trễ là trong sự hiện diện của Chúa. Chúa thật đang làm xáo trộn cuộc đời của chúng ta. Và tôi thì xin Chúa làm xáo trộn nhiều hơn nữa.
Cho đến cần chúng con không còn giống như cũ nữa, không có vẫn như cũ, vũ như cẩn nữa, mà xin Chúa ngài cho con thay đổi hoàn toàn. Bởi vì những con người đã kinh nghiệm được Chúa ngài sử dụng họ là những người được hoàn toàn thay đổi. Họ được biến đổi trở nên giống đấng Christ hơn, và đi từ vinh hiển sang vinh hiển. Ai khao khát xin mời anh chị em. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.